Vâng, xin giao lưu kế tiếp có mã số là 570. 570 là một phôi hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha, bốn thân chung cốt luôn. Cái này là đế rễ nơm luôn nha. Đây. Này, đế rễ nơm luôn. Bốn thân chung cốt sống khỏe rồi, mình yên tâm rồi nha. Cái này có hoành là 40, cây cao 90. Nhân vương xin giao lưu là 1400k bao ship luôn. 1400k bao ship là một cụm hải châu lá nhỏ sống khỏe. Cái này về mình đánh form thiên nhiên là tuyệt vời rồi nha. Quá ok luôn. Đế rễ nơm rất là đẹp, bốn thân chung cốt luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.